quay nhiều video về cây cảnh và cây dược liệu, nhưng chắc nhiều bạn chưa biết là nhà mình có trồng cây gì. Nói chung nhà mình trồng rất nhiều loại cây. Hôm nay mình sẽ quay lên sân thượng cái mấy loại cây cảnh của nhà mình thôi. Đây, như các bạn thấy trong hình đây là cây lưỡi hổ. Đây lưỡi hổ thì trước đây mình có làm 3-4 video nói về cây lưỡi hổ và cách nhân giống cây lưỡi hổ, các bạn có thể kiếm mà xem. Đây là cây lưỡi hổ có tên gọi là cây lưỡi hổ cọp đấy các bạn. Ở Việt Nam chúng ta thường trồng cây này mà trồng rất nhiều. Đây chỉ là trên sân thượng nhà mình thôi, còn ở quê nhà mình ở trang trại và nhà bố mẹ thì trồng cũng rất nhiều. Đây, đây cây trầu bà, cây dương sĩ đây các bạn. Cây nương thanh. Đây cũng là một trong những loại cây phát tài mà loại nhỏ đây các bạn. Cây này Tết thì mình ra hoa rất nhiều và cũng rất thơm. Này do trời mưa nên mình dọn dẹp vào đống. Đây hiện tại cây lưỡi hổ mình để trên này khoảng 5-6 chậu thôi các bạn. Trước đây thì mình trồng rất nhiều nhưng sau thời gian kinh doanh không hiệu quả nên mình đã dẹp bớt. Mình cũng cho bạn bè là bớt hết rồi. Đây là cây dương sĩ đây các bạn. Dương sĩ thì mình có rất nhiều loại. Đây mình trồng treo ở trên, còn ở nhà mình bố mẹ mình thì trồng ở chậu dưới đất rất nhiều. Đây, chủ yếu trên sân thượng mình chỉ có cây phát tài nhỏ này mà. Và cây lưỡi hổ là chủ yếu. Trồng bà. Đây mình quay tiếp phía sân thượng phía sau nhà mình đây. Đây là cây mẫu đơn đấy các bạn. Nhiều nơi người ta gọi là cây bông trang màu đỏ. Cây mẫu đơn này nó có rất nhiều loại. Vàng, đỏ, trắng. Đây các bạn. Đây là cây mai chú thủy. Cây nghiệp quế. Đây mình trồng rất nhiều loại. Do trước đây mình đã buôn bán kinh doanh cây cảnh nên còn sót lại một số chậu thôi các bạn. Đây là cây phát tài. Thì là cách nhân giống cũng như chiết ghép mấy cây này thì từ từ mình sẽ làm các video để nói về cách nhân giống và cũng như chiết ghép các loại cây này cho các bạn xem. Các bạn nhớ like và theo dõi video kênh của mình để mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đây là cây mã đờn nước đây các bạn. Cây mã đờn nước trước đây mình có làm video nói về cây này rồi. Do trồng ở trên sông thượng này nó cằn quá nên lá nó màu vàng nó bạc.